Ơi, ăn ốc bươu vàng nó teo Dám teo đâu, càng ngày càng nở. quá. Nó mập lên nó giống cái con này giống con gà không vậy chứ đó. Dạ Ừ, càng ăn thì nó càng mập. ha. Ô ngộ vậy. Ừ. Vậy còn không? Còn Vậy cho em ăn rồi. thôi rồi rồi Cho rồi nó mập lên rồi. không được Vậy sao hả? không được Không phải tại nghe anh nói ăn nó mập lên nó em khoái. vàng ốc ha. Ừ. Rồi có bò ốc rồi, bạn lấy ăn luộc ăn không? Trời luôn ha. Mấy anh em ăn ha. Thưa cô chú, anh chị và các bạn, thì hôm nay là ngày đầu tiên mà Phong đi vô thăm anh Trí mà buổi đêm luôn nè. Trời ơi, anh có ở nhà không? Đang làm cái gì? Trời đất ơi, sớm vậy? Đang ngủ sớm mới quen rồi. Vậy hả? À, Có mặc quần phải không? Ừ, ngon lành. Ngủ sớm chứ hả anh? Mấy giờ anh thức? 4 giờ thức ha. Rồi giờ này ngủ phải rồi. Cũng được 8 tiếng hồ. Đi ra đây mấy anh em nói chuyện chơi. Ôi có tủ đẹp vậy vậy hả? Tủ anh Chiến mua la cô nào bên Đài Loan rồi. tặng. Ôi đẹp dữ vậy ta. Rồi ha, ra đây nói chuyện chơi. Thẩm lại có nhớ em không? Rồi nhớ. Ông mà nhớ ai ông ơi. Ông cỡ này có nhiều em quá rồi. Hết nhớ thằng này rồi. Nói về anh em cái nền tảng tới đây vui chơi thì chơi với anh em. Dạ. Ủa anh tối rồi nè, anh ăn gì chưa? Rồi ăn cơm rồi. Ăn rồi hả? Là ông bớt thì quá trời. Luôn mặc áo vô đêm qua. Đưa có vú sệ à. Vú này chết luôn à. Người cùi xứ. Cái tướng này là thằng Tý nó mê lắm à. Dạ, rồi. Qua ổng đời không nhắm nó cắn lử rồi. Vậy hả? Lần đầu tiên em tới thăm anh mà buổi tối rồi luôn á. Phải không? Đúng rồi. Tại vì em ở xa mà. Rồi ngồi đây anh. Dạ. Thôi đứng nói chuyện đi. Chứ em ngồi cái nữa rồi ai quay chạy. Bộ mới xuống thăm tí xuống như vậy hả? Dạ, xuống thăm tí nè, rồi thăm Út nè. Rồi về đó, ghé thăm anh. Dạ, cũng anh. Trao anh cho món quà của chị Kim Phượng ở Mỹ á. Ở ở Canada đó. Dạ. Gửi anh 500 nè. Để anh có lấy cái đó để mua gạo hay là mua đồ ăn về sinh hoạt hàng ngày nha. Dạ, cảm ơn hết tất cả quý vị. Rồi. Ngày hôm nay có ai liên lạc với anh không? Rồi hôm nay em ra thì em tính là phối hợp với Nhung với anh Phương ở xã Mỹ An này vô hội chữ thập đỏ giúp bà con. À, không phải em hỏi cái vụ mà phụ nữ á. Hổm rồi nghe nói đào hoa lắm phải không? Trời ơi đào hoa đâu, cám treo để heo nhịn đói không à. Ủa sao em nghe anh nói, ôi bây giờ không biết sao nữa, suy nghĩ nhức đầu quá. Ai cũng thương mình trơn á, phải không? Đúng rồi, một cô thì bên Đài Loan Đài Bắc. Cô đó là có tên Chi. Dạ đó. Và một cô ở dưới Gò Công không biết tên gì, quên hết tên. À, hai cô. Là cái cô mà bữa em để cho anh nói chuyện mà em không có ghi hình đó, ha. Thì cái cô Gò Công hồi bữa anh cho thấy hình cấu nè. Dạ. Cô là cô lên ngoài cắm treo để heo nhịn đói. Mà chưa chưa cô nào lên luôn. Chưa cô nào tới thì mẹ măng hai đầu. Rồi mà sao mà tự nhiên tới dồn dập rồi bây giờ chưa có ai chân kỳ vậy? Đúng rồi, cái đó gọi là cắm treo để heo nhịn đói. Vậy hả? Chỉ nói chuyện qua điện thoại vậy thôi. Bây giờ tối ngủ có một mình buồn không anh? Cũng hơi buồn, phải có vợ con người tâm sự cũng đỡ buồn. Bây giờ anh đâu có để người ta đi tìm anh được, giờ anh đi tìm ta đi. Nhưng mà bây giờ không có biết chỗ. Đèo đốt đốt tìm. À dạ. Thôi. Phải chịu lăn xả mới có vợ trời. Đúng rồi, mình thấy lăn xả hai mươi mấy năm nay khó khăn quá. Hỏi anh nè, bây giờ phụ nữ á, ít ai mà đi tấn công lắm. Bây giờ mình đàn ông mình phải tấn công phụ nữ chứ. Tấn công. Phải là chủ động chứ. Sợ tấn công rồi thì đi Vinh Phương với Phi Nhung xuống thăm mảnh đài Bắc Hạnh ở dưới ngã sáu ra Thanh Mỹ nè. Dạ. Cũng tin tấn công mà giờ bày bày luôn. Từ. À, năm đứa con á hả? Đúng rồi, năm đứa con á. Anh muốn về không?
cũng tăng công nhiều lắm mà chưa có đối tượng. Mà thí dụ bây giờ anh mà có được người nào để ý đi, dự định của anh là mấy đứa con? Chắc cũng 4-5 đứa. Ôi trời trời ơi trời. Cái gì giống già. Đẻ nhiều vậy cho nó đã. Mà đẻ mà đã hả? Trời ơi, phụ nữ đẻ chết bà ta luôn á. Đẻ gì nó đã lắm. Rồi lấy cái gì nuôi? Trời xanh trời nuôi mà. Không dám đâu ơi, hồi đó khác vợ hả, là đẻ nhiều quá đói với bà luôn á. Đói hả? Ừ. Phải, nếu mà anh có điều kiện á thì anh hãy đẻ nhiều, còn không điều kiện đẻ hả thấy bà luôn á. Đúng rồi. Con nó không đủ ăn. Đi làm mướn làm thay đâu. Đúng rồi. Rồi hổm rày á là người ta không gọi cho mình, mà mình có gọi cho người ta không? Có gọi cho Ngọc Thi với cái cô em nền tảng gọi công đó. Ừ. Lâu không. Lâu mới gọi lần. Lâu lâu nó ha. Nhưng mà nói chung là cũng cũng còn nói chuyện với nhau chứ không phải là im luôn. Đúng rồi, còn nói chuyện. Mà cổ kêu 5 giờ điện lại. Thôi 5 giờ kẹt quá không có điện được. Ừ, anh còn kẹt gì nữa? Ngồi rồi nhưng mà điện không được. Vậy hả? Ừ. Anh sống mình anh còn kẹt gì nữa trời. Đúng rồi, nhưng mà cái nền tảng là 5 giờ chiều tối là không có điện được. Cái gì đó. Ủa, là cái máy điện không được hay là anh không muốn điện? Bởi cái máy điện không được. Ủa, vô duyên vậy hả? Cái máy gì vô duyên vậy? Cái máy nó giống chủ. Cái máy đó giờ đó nó ngủ hơn. Đúng rồi, giờ đó nó ngủ rồi. Không có điện được nữa. Ừ. Vậy tiền đó anh để làm gì? Để tới lui đi công tác xã hội đây, uống nước, ăn uống đồ với mua gạo thóc đồ ăn. Đúng rồi. Nghe nói công tác xã hội em cũng hơi lo, tưởng là đi giá đường đó gì nữa chứ. Không, bây giờ đường xá mấy ship làm hoàn chỉnh hết rồi. Ừ, đúng rồi, láng hết rồi. Đúng rồi, chỉ bắn mấy con vẹo nhỏ đó. Ừ. Mà quá là phải mua hộp sơn nửa ký đi bắn. Thôi khoan đi anh ơi, bây giờ cái tiền đó có nhiêu đâu, mình để mình ăn uống đi. Đúng rồi, thì mình ăn. Nếu đừng có mà làm đó hoài đâu có nhiêu đâu. Không, thì đó làm đâu có bao nhiêu, mà chủ yếu là mấy con vẹo nhỏ đừng cho bà con gia chạm. Không phải, tiền anh không có đủ á. Đủ thì mua hộp sơn có 20-50 à. Ừ. Hổm rày á là anh có nuôi con này con nọ con kia gì không? 4 bịch bự nó ăn quá trời chịu hết nổi rồi, vừa bán vừa cho. Anh cho nó ăn cái gì? Cơm với ốc lục bình. Cơm, ốc. Anh cho nó ăn ốc gì vậy? Ốc bu vàng. Trời đất ơi, ăn bút vàng rồi teo rồi sao? Không, con vịt nó ăn nó mập mau lớn. Như không teo hả? Không, có mình ăn nó mới teo. Mà anh có ăn không? Có ăn rồi mà nó mập ra không mà nó không teo. Quỷ. Càng ăn thì nó càng mập bự chứ nó không thọc teo. Ôi, cái đó giấu đi. Cái đó ông mà la lớn quá hả? Mấy bà chết luôn á, mấy bà kiếm ông chết luôn á. Dạ. Trời ơi, ăn ốc bu vàng nó teo quá. Dám teo đâu, càng ngày càng nở. Nó mập lên nữa, giống cái con này giống con gà không vậy chứ đó. Dạ ha. Ừ, càng ăn thì nó càng mập. Ôi, ngủ ngộ vậy. Ừ. Vậy còn không? Còn. Vậy cho em ăn cũng rồi. Rồi. Cho nó mập lên rồi. Không được. Vậy sao hả? Không được. Không phải, tại nghe anh nói ăn nó mập lên nó em khoái. Vậy ăn ốc ha. Ừ. Rồi, có bò ốc rồi bạn lấy ăn luộc ăn không? Trời luôn ha. Ừ. Mấy anh em ăn ha. Bây giờ luộc khó khăn quá, để sáng đi. Ôi, giờ này tối qua mà kêu sáng. Tại nghe anh nói có vụ mà ăn nó mập lên á. À, mà quên nữa, quên mập chỗ nào chạy? Mập cái cầm giò cầm tay. Chứ quay mọc cái trung tâm game mê. Thôi vậy em muốn ham được. Tại chân nó mạnh khỏe vậy thôi à. Ủa, chiều anh ăn gì vậy? À, chiều anh ăn gì vậy? Có cô em gái ở ngoài chợ cho được mấy cá hường về nấu tô canh chua. Ôi ôi đã ta. Ôi, nấu canh chua ăn hả? Về nấu mấy canh chua hấp cho nó ngọt miệng. Ừ. Hổm rày mưa gió đó nó có ảnh hưởng tới anh không, như nó làm dột không? Dạ không, vậy là quá êm mày. Êm ha. Chị hứng nước chài à. Rồi nước hứng ở đâu? Nó chạy vô ngay chỗ này với ngay góc đó luôn đó. Trời ơi, vậy cũng có ý đồ ghê ta. Ừ. Vậy là cái miếng bạc này nó đổ xuống cái xô này. Rồi. Rồi mình lấy cái nước đó mình uống. Không, không chạy có bình nước lọc để ngoài. À, đúng rồi, vậy thôi đi, đúng rồi đó. Nước lọc thì mình uống cái nước lọc đi ha. Đúng rồi, còn cái này để nấu này nọ thôi ha. Nấu nước đồ. Lúc trước mà chưa có nước mưa đó thì anh lấy dưới xi mương lên hả? Đúng rồi, lấy dưới sông lên lóng phèn uống. À. Vậy cũng tạm rồi đấy ha. Bây giờ là hết nuôi vịt rồi phải không? Còn được 3 vịt mới lấy gì. Vậy hả? Nhiêu?
ba con lớn gì à? À. Bốn vịt lớn gì giờ bán gì cho rồi? Vậy còn con nuôi con nào nữa không? Đó, thì con ba con mới lớn gì nữa. Đúng rồi, thì đó qua ba con đó ra còn con nào nữa không? Với hai ba vịt con đi nhấp. À để nhấp đó, ha, nhấp cá lóc á ha. Ủa sao nghe nói cỡ này ăn chay rồi mà. Không, ăn mặn mà ngu chay. Trời đất, bữa nghe anh nói anh ăn chay luôn mà. Tính qua chay mà vô lớp 1 khó quá. Ăn chay đi mới ngủ mặn. Không được. Ăn chay đi mới ngủ mặn. Ăn chay. Hổm lại mình ăn mặn mình ngủ chay. Mình gán mình ăn chay đi không chừng ngủ mặn á. Ấy đồ. Ừ, mình đảo lại. Không đảo lại à. Không được. Không có sức hả? Không có sức khỏe. Ăn chay nó ốm yếu lắm. À, không dám đâu anh. Anh đang tàu hủ nhiều vô đi. Dạ. Anh có nghe tao nói ăn tàu hủ sao không? Em ơi đừng lấy tàu tàu. Ừ. Ăn tàu hủ cái trung tâm tàu lù. Thôi không được. Đó. Trời ơi. Chay lạc là phải có chỗ ăn cố định mới được. Còn đi tới lui đi công tác sau này đói khác rồi. Ngay chỗ đó mặn không có đồ chay rồi sao không lấy nhìn đói. À đúng rồi. Cũng như là cái quán chay á. Ở ngay trung tâm thì mới có bán. Đúng rồi. Nhiều khi ở trong vườn á đâu có ai bán đâu. Mà muốn ăn có nước chắc chan nước tương ăn quá. Phải không? Đúng rồi, chan nước tương ăn sao nổi. chưa có vợ mà bắt người ta ăn nước tương sao chịu nổi hả? Đúng rồi. Mà nói trong cái tấm lòng mình làm Phật được rồi, biết giúp đỡ cho mọi người. Đúng. Tránh đã chứng rồi. Đúng rồi. Thì anh thấy anh đi làm đường này nọ nè. Rồi cũng đi giúp đời, đi giúp người chung với mấy anh em thiện nguyện á. Thì em thấy cái tâm anh cũng sáng lắm á. Dạ. Cũng gán như vậy nha anh. Cố gắng nền tảng theo gương bác mà. Dạ, thì có chị Kim Phượng đó, chị thấy anh cũng chịu làm công tác xã hội với Hiền này nọ đó. Rồi. Nên chị gửi tiền về cho em để giúp đỡ cho anh đó. Rồi. Chị ạ. Thì cũng ghé thăm anh chút đỉnh. Trời rồi cũng như chúc anh thật nhiều sức khỏe đây. Rồi cũng để cho anh ngủ chứ hả, kêu anh giờ này rồi ngủ không được rồi ốm yếu rồi đổ thừa không nữa. Không có đổ thừa đâu anh ơi. Không có đổ thừa ha. Đúng rồi, tại cái duyên của mình. Không, bây giờ đi em dẫn anh đi kiếm mấy chỗ đồ mặn ăn chịu không? Mới ăn miếng cơm rồi mới ngủ đây no quá anh Phong ơi. Không phải, anh ăn mặn rồi bây giờ muốn ngã mặn không? Muốn không? Hả? Có không hả? Làm thử em tua ra sao? Trời ơi, quỷ sứ à. Em hả, đâu có mê cái đồ mồm ở đâu. Có vợ rồi. Giờ đâu có mê mấy cái mồm ở đâu. Không mê vậy sao rủ em đi. Hả? Sao rủ em đi? Rủ thử anh thôi, ai giờ anh ổng đồi đi thiệt. Nói chơi mà làm thiệt. Nói chứ em cũng mong anh á là sẽ gặp được một cái người phụ nữ mà tâm đầu ý hợp với anh á. Thì cũng gắn kết với nhau, cũng nên duyên vợ chồng á, để mà anh bớt lông bông lại và anh sẽ chí thú cùng với người đó xây dựng tổ ấm và lo làm ăn. Dạ, cảm ơn. Mà anh có muốn vậy không? Dạ, em cũng đam mê vậy lắm. Tại bây giờ chưa có vợ mới lông bông vậy, tới có vợ là phải cố định làm ăn. Đúng rồi, nếu mà có vợ đó là anh phải làm ăn cùng vợ. Đúng bắt rồi. Đầu mình đi kiếm tiền. Trước tiên là nuôi vợ, có con là nuôi con nữa đó. Đúng rồi. Ha. Đàn ông là trụ cột mà phải lo hết gia đình. Đúng rồi đó. Nên bây giờ là không bây giờ đó. Gán kiếm gì làm đi. Làm có tiền để sẵn trong túi luôn đi. Thì không, bây giờ là cái ngày chính của anh mà ngày xây dựng. Giờ thợ, giờ phụ, giờ cô ly luôn. Rồi, vậy là cũng có thu nhập, cũng có để dành phải không? Đúng rồi. Vậy giờ cũng có người nào mà để ý được á, là cũng có cái gì để mà mua cho người ta gọi là xính lễ phải không? Có không? Bây giờ chưa, tại chưa, không ngày thất nghiệp. Đâu? Việc làm được. Hồi vậy gán đi làm đi. Đó, xin cũng, xin đi làm đi. Cũng đi tới rồi đi công tác xã hội coi có chỗ nào bên xây dựng không mới xin vô làm. Anh có sức khỏe để làm xây dựng không? Có chứ. Có ha. Sức khỏe đầy đủ. Thôi gán làm đi, đi làm đi, làm có làm á, cái tinh thần mình nó thoải mái á. Cái với phần mình có tiền nữa đó thì thí dụ có người phụ nữ nào thương mình cũng có cái gì để gọi là chút gì là xính lễ với người ta chứ trời. Chứ đâu ai mà tình cho không biết không đâu. Đúng không? Ừ. Gán đi nha. Rồi. Rồi. À, bây giờ bên xây dựng nó có băng nhóm cho mình xin vô không được. Rồi đúng rồi. Thì mình làm những cái việc đơn giản trước đi rồi giỏi người ta sẽ nâng đề bạc mình lên. Đúng rồi. Ha. Ừ. Gán làm nha anh. Rồi.
để đợt sau em lên cái là thấy anh thay đổi thôi. Dạ, dạ. Nha. Cảm ơn. Trời ơi, không mà nhìn anh cũng trắng trẻo đẹp trai nè chứ bộ, ghê chứ bộ. Ừ, vậy mà chưa có bà nào mà ngó trơn hà. Không, nói chung là phụ nữ bây giờ dầm lên không à, chứ không có dầm xuống. Thôi, không nói gì được không ơi, cũng có duyên đó nha. Ừ. Có duyên mà, nói chung không có tiền rồi, xích dép em không cho nữa. Thì đó em mới nói anh đó, phải có làm, có dành dụm đi. Người ta thấy mình cũng có được cái việc làm ổn định á, nên người ta an tâm hơn, thật sự luôn á. Nha. Đúng rồi, mà bây giờ chưa có việc làm nữa, mà có anh đâu mà xin lễ cho em đây. Đó, thấy chưa? Mình mở miệng, em có yêu anh không này nọ đó, khó lắm. Mà trong túi có tiền hả? Ê, yêu không? Ừ. Yêu. Đó, trai liệt, á, thấy không? Ừ, nó khác liền, thấy không? Gán có tiền nha. Cũng cố gắng đi tìm việc làm đây. Rồi thôi anh ngủ sớm đi. Dạ. Rồi nữa rồi kiếm việc làm ha. Dạ, cảm ơn nhau ha. Rồi vậy ha, cũng chào anh nha. Gán giữ gìn sức khỏe. Dạ. Mau chúc anh là mau sớm có được một cái người mà tâm đầu ý hợp. Dạ. Nha. Cảm ơn nhau. Rồi. Rồi em cũng chúc anh thân lộ bình an. Rồi anh có chúc khán giả của em sao không? Rồi kính chào quý khán giả, là chào trân trọng nhất. Thì đó. Rồi Phong cũng kính chúc quý cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Thì Phong đã tới thăm anh Trí, cũng trao tiền cho anh Trí rồi để mà giúp ảnh cải thiện cuộc sống hàng ngày. Cũng có khuyên ảnh là ráng làm để mà kiếm được nguồn thu nhập, để mà sau này ví dụ có được một phụ nữ nào để ý á thì có tiền mà trang trải và an tâm hơn. Người phụ nữ thì họ thấy được cũng nghề nghiệp ổn định thì họ cũng dám mà trao thân gửi phận. Đó. Rồi thì thôi, Phong cũng xin chào quý cô chú anh chị, hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Phong nhé, để thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Rồi Phong xin chào, bye bye anh Trí. Dạ dạ. Cảm ơn hết quý vị khán giả. Rồi giờ là bắt đầu anh vô anh ngủ tiếp á ha. Dạ, ngủ tiếp. Rồi bye bye anh. Dạ dạ dạ. Chúc anh thân lâu bình an. Dạ, cảm ơn anh nhiều.